chị review bé màu hồng sau lưng chị đi. Ok. Ta-da! À, một em chân dài miên man. Bé nhựa này size to nhất trong nhà. Được đón về đầu tiên nên được gọi là chị đại. Lúc mới đón về mặt không xinh như thế này đâu. Phải cho đi thẩm mỹ lại rồi đấy. Bé này chỉ mặc váy. May thì dễ nhưng cực kỳ tốn vải. Mà buồn cười, mấy bé này size đầu khác nhau mà lại độ được tóc của nhau cơ. Các bạn thích bé nào thì bình luận xuống dưới nha.